Một tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bốc cháy dữ dội vào lúc 10 giờ sáng nay 10 tháng 4 năm 2014. Vị trí tàu bốc cháy ở gần động Thiên Cung. Lửa bốc cháy dữ dội, ngay sau khi phát hiện ngọn lửa, thuyền cứu hộ đã có mặt kịp thời, đưa người trên tàu vào bến an toàn. Đến 11 giờ trưa nay, lửa trên tàu đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt, không có thiệt mạng về người. Tàu bị cháy mang số hiệu QN3736 của công ty trách nhiệm hữu hạn Cửu Long, có trọng tải 18 giường theo đăng ký. Tàu rời bến đi thăm và lưu trú trên vịnh Hạ Long từ trưa ngày 9 tháng 4. Trên tàu có 5 thuyền viên, 1 phục vụ và 17 hành khách, trong đó có 2 khách Việt Nam và 15 khách nước ngoài. Sau khi tham quan và nghỉ đêm trên vịnh, sáng 10 tháng 4 tàu quay về bờ theo lộ trình tiếng 2. Vào khoảng 10 giờ, khi đến khu vực gần hòn Trống Mái, các thuyền viên phát hiện cháy trên tàu. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp tổ chức công tác cứu hộ dập cháy. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.